Tới khi khách đến chơi nhà, đốt than quạt nước pha trà người xơi. Trà này quý lắm người ơi, mỗi người một chén cho tôi vui lòng. Xin được mượn lời bài hát Khách đến chơi nhà của người quan họ để thay cho lời chào quý vị đến với câu chuyện văn hóa. Cách đây đúng 10 năm thì lối hát giao duyên ý nhị trong trèo mượt mà của các liền anh liền chị vùng Kinh Bắc đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Có thể nói trong kho tàng dân ca của Việt Nam thì dân ca quan họ Bắc Ninh đạt tới đỉnh cao về nghệ thuật diễn sướng, ca từ, giai điệu, âm nhạc, trang phục cho tới văn hóa và tập quán xã hội. Những liền anh liền chị tuổi đời đã ngót một thế kỷ. Những liền anh liền chị tóc pha xương. Và những liền anh liền chị của tương lai lớn lên trên quê hương quan họ biết lới lơ với những làn điệu vang, rền, mềm, nảy từ tấm bé. Quan họ phôi thai từ lối hát giao duyên tình tứ, mộc mạc của nhiều thế hệ liền anh liền chị đôi bờ sông Cầu. Đôi liền anh đối đáp với đôi liền chị được gọi là hát hội, hát canh, hát cả bọn. Cả nhóm liền anh đối đáp cùng cả nhóm liền chị được gọi là hát chúc, mừng, hát thờ. Những lời ca ấy mang tầm trí tuệ, thấm đẫm hơi thở cuộc sống với cách hát độc đáo, rất riêng. Quan họ ngày nay còn là hình thức trao đổi tình cảm giữa liền anh, liền chị với khán giả tại nhiều không gian. Trải qua hàng trăm năm, kỹ thuật hát, ca từ, phong cách ứng xử, nghệ thuật trình diễn và cả trang phục của quan họ đã vượt lên trên giá trị của một nghệ thuật diễn sướng dân gian truyền thống. Lối hát, lối chơi, lối sinh hoạt quan họ đã tạo nên một không gian văn hóa rộng lớn, mang hồn cốt, bản sắc của cả vùng Kinh Bắc. Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Bền, ông là một trong những người đầu tiên mà xây dựng bộ hồ sơ để trình UNESCO xét công nhận quan họ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ông có thể lý giải là vì sao quan họ nó lại có sức hấp dẫn đến như vậy với cả nhiều thế hệ khán giả thuộc mọi lứa tuổi, mọi thành phần trong xã hội, cả trong và ngoài nước? Nói đến dân ca quan họ Bắc Ninh là buộc phải nói đến những cái bài ca của họ và cái ứng xử của họ. Tất cả đều gắn với tình yêu lứa đôi. Vì người Việt Nam hay là người phương Tây thì khi nói đến tình yêu lứa đôi của nam nữ thì bao giờ nó cũng có sức hấp dẫn và sức lan tỏa. UNESCO đánh giá quan họ là đỉnh cao của rất nhiều loại hình nghệ thuật. Vậy thì theo ông đâu là những giá trị đại diện cho nhân loại của quan họ? Nói đến dân ca quan họ Bắc Ninh là nói đến những sáng tạo văn hóa mang tầm nhân loại của nó. Cái sáng tạo đầu tiên là dân ca quan họ Bắc Ninh thì đều được truyền tải bằng một hình thức là truyền miệng. Thế nhưng mà người Bắc Ninh đã sáng tạo ra một cái phương thức truyền dạy rất là độc đáo. Đó là xây dựng nhà chứa và tục ngủ bọn. Nhà chứa, tục ngủ bọn, ẩm thực và trang phục là những thành tố của một cái hiện tượng văn hóa. Những thành tố đó không phải các cái loại hình nghệ thuật biểu diễn nào nó cũng xuất hiện. Nhưng tôi cho rằng cái sáng tạo hơn cả của dân ca quan họ Bắc Ninh về phương diện văn hóa đó là người ta tạo ra một cái thế giới tình yêu thực nhưng mà ảo. Tại sao tôi lại nói là thực nhưng mà ảo? Bởi vì tất cả các cặp đều hát đối với nhau, từng lứa đôi, từng lời ca đều đối với nhau như vậy. Thì một cái thế giới tình yêu rất là thực nhưng ngẫm kỹ thì nó lại là ảo. Bởi vì người ta ngày hôm sau lại trở về với một cái cuộc sống đời thường, nào là đi cày, đi cấy, đi chợ, đi bán hàng. Hết mùa, năm sau người ta lại trở về với cái thế giới thực đó. Đấy chính là cái sáng tạo văn hóa mang tầm nhân loại của dân ca quan họ Bắc Ninh. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, 10 năm sau khi được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, quan họ ngày càng chứng minh sức sống mãnh liệt từ những làng quan họ gốc đến những câu lạc bộ, từ những nhà văn hóa cho đến những trường học, và rất nhiều không gian diễn sướng quan họ được bảo tồn và phục dựng. Hội Lim, lễ hội lớn và đặc sắc nhất của vùng Bắc Ninh Kinh Bắc, diễn ra vào ngày 12-13 tháng Giêng âm lịch. Những làn điệu dân ca quan họ thiết tha sâu lắng nghĩa tình chính là thứ đặc sản hấp dẫn du khách về trải hội. Theo các nhà nghiên cứu,
Ở hội Lim có sự hội tụ giao thoa của nhiều làng quan họ cổ, nơi tái hiện một không gian văn hóa quan họ nguyên bản nhất mà cũng đầy đủ nhất. Từ hát cửa đình, cửa chùa, hát canh trong các nhà sinh hoạt quan họ, hát tại lán hay hát dưới thuyền. Tôi vẫn thường nói rằng là hội Lim giống như một làn gió và tất cả quan họ giống như những cánh diều. Và nếu như không có gió của những ngày hội Lim thì cánh diều không thể bay cao, bay xa được. Cho nên cái đóng góp của hội Lim cho cái sự trường tồn và phát triển quan họ là vô cùng quan trọng. Thế nhưng không phải chờ đến ngày hội xuân, giờ đây du khách gần xa có thể được thưởng thức quan họ đều đặn hơn khi đến với 8 nhà sinh hoạt quan họ cổ truyền mới được tỉnh Bắc Ninh phục dựng lại. Theo tập quán quan họ, đây là nơi hội họp, luyện tập, truyền dạy và giới thiệu những giá trị tinh túy nhất trong văn hóa quan họ. Chúng tôi xác định là trong không gian văn hóa quan họ thì có cái địa điểm hát quan họ chính là nhà chứa. Ngày xưa nghệ nhân Liền Anh Liền Chị gọi là nhà chứa. Thì chúng tôi đã xây dựng xong 8 nhà chứa rồi và tiếp tục sẽ xây dựng các nhà chứa còn lại để cho đấy chính là cái nơi mà biểu diễn cũng như hát quan họ và truyền dạy quan họ trong cộng đồng. Chúng tôi cũng không ngờ mà rất xúc động là tự nhiên là thấy các anh các tỉnh quan tâm cho và chúng tôi thấy có những cái nơi sinh hoạt thật là mỹ mãn và được tự do thỏa thích ca hát. Sau 10 năm, từ 44 làng quan họ gốc, Bắc Ninh đã phát triển thêm được gần 370 làng quan họ thực hành. Con số cho thấy nỗ lực lớn của địa phương này. Không gian diễn xướng quan họ được lan tỏa rộng khắp các làng quê. Bắc Ninh và chính phủ Việt Nam đã có những bước thay đổi lớn, thể hiện các cam kết mạnh mẽ với UNESCO trong các tuyên bố, quy định và hành động. Chúng ta đã chứng kiến sự ra đời của nhiều câu lạc bộ quan họ trong cộng đồng, việc thực hành quan họ rộng khắp cả nước, sự thành công của dân ca quan họ mang lại những kết quả tích cực, khả quan. Hơn một năm trở lại đây, những đêm diễn quan họ trên thuyền như thế này đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Bắc Ninh Kinh Bắc. Không chỉ được nghe, được xem quan họ, du khách gần xa còn được tìm hiểu ý nghĩa của các bài hát, lề lối và cách chơi quan họ của các liền anh, liền chị. Bây giờ tôi chúc một khi thọ trường, mừng người thọ khảo vô cương, bình an dân sự, bình an cửa nhà. Có thể nói trong câu hát của người quan họ đã thể hiện sự kính trên nhường dưới, trân trọng những bậc cao niên. Và giờ đây những nghệ nhân của tỉnh Bắc Ninh đã có hỗ trợ kinh phí hàng tháng. Có thể nói Bắc Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện việc phong tặng danh hiệu nghệ nhân và cũng là địa phương duy nhất đến thời điểm này hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần hàng tháng cho các nghệ nhân quan họ, những người mà UNESCO trân trọng gọi là báu vật nhân văn sống. Người quan họ trọng tình là vậy. Cô ơi! Đây rồi. 96 tuổi, nghệ nhân Trần Thị Phụng sống một mình. Đều đặn mỗi tháng một lần, cán bộ văn hóa của xã đến gửi cụ tiền trợ cấp quan họ. Căn nhà cũ chẳng có gì đáng quý hơn những tấm bằng khen. Với danh hiệu nghệ nhân ưu tú, mỗi tháng bà được tỉnh Bắc Ninh trợ cấp khoảng 2 triệu đồng, cộng thêm hơn 200.000 tiền trợ cấp người cao tuổi. Cuộc sống neo đơn của bà trông cậy cả vào hai khoản tiền này. Cụ Phụng nhá, hôm nay là thành phố về trao trực tiếp cho các cụ phụ cấp tháng 1 2019. Cụ đã nhận số tiền này rồi. Đây là tháng 1, thế còn bây giờ là cụ không ký được thì con ký cho cụ nhá. Ký chữ Phụng đấy nhá. Đây, con ký rồi đấy nhá. Đấy, Phụng đấy nhá. Sinh thần trước sinh đất, nền đây nền đất. Tôi mới làm từ năm 16 đến giờ. Thế này, năm 17 tôi lại làm tự hoại. Thì nhà nước lại cứ quan tâm dần dần chúng tôi, thế là quý quá, tôi sống được năm nào thì nhà nước quan tâm đến bây giờ thì quý lắm. Hàng tháng thì chúng tôi mang đến tận nơi cho các cụ thì các cụ rất là chỉ là cảm động. Có lúc có tháng thì chậm một tí thì các cụ rất mong. Ngoài khoản tiền hỗ trợ hàng tháng, các nghệ nhân còn được hỗ trợ phí bảo hiểm y tế hàng năm và khi qua đời được hưởng chế độ mai táng phí như cán bộ nhà nước, điều mà trước đây họ không bao giờ ngờ tới. Đến nay, đã có hơn 50 nghệ nhân dân ca quan họ được tỉnh Bắc Ninh vinh danh và hỗ trợ. Chúng tôi thấy rằng cái việc tri ân những nghệ nhân quan họ, những báu vật sống hiện nay vẫn còn lưu giữ, vẫn còn bảo tồn được những cái lời ca, những giọng hát rất là cổ và truyền dạy cho các thế hệ tiếp theo là rất quan trọng. Và chỉ có tri ân
chỉ có đãi ngộ một cách tốt nhất đối với những cái nghệ nhân thì chúng ta mới đảm bảo được cái bảo tồn, và sau đó trên cái nền đó chúng ta phát huy được cái quan họ. Những ngày giữa tháng 2, tỉnh Bắc Ninh đã có một nghĩa cử nhân văn, đó là vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị dân ca quan họ Bắc Ninh. Hình ảnh những nghệ nhân già trên 90 tuổi phải dìu lên sân khấu gây nhiều xúc động. Nhiều thập kỷ nay, các cụ âm thầm bảo tồn, truyền dạy di sản cho con cháu. Chúng ta thấy là các nghệ nhân thì như là lá trên cành cũng dần dần ra đi. Và làm thế nào để chúng ta có thể kiểm kê rồi là phục dựng, bảo tồn và nghiên cứu quan họ, nhất là chúng ta có thể áp dụng những cái công nghệ mới là số hóa. Tôi luôn luôn mơ ước một cái bộ sách, sách điện tử 3D dân ca quan họ Bắc Ninh, di sản của nhân loại. Thậm chí bây giờ chúng ta ghi hình, chúng ta đưa băng của các nghệ nhân cao tuổi mà còn lưu ở viện âm nhạc để cho thế hệ trẻ học, hoàn toàn học được. Vâng, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Bền vì cuộc trò chuyện rất thú vị ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, hơn một thập kỷ qua thì tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang phối hợp với Viện Âm nhạc và Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực trong việc sưu tầm, kiểm kê, nghiên cứu và tư liệu hóa di sản quan họ. Phòng trưng bày dân ca quan họ Bắc Ninh trường tồn và lan tỏa tại Thư viện tỉnh Bắc Ninh, nơi giới thiệu hàng trăm tài liệu, băng đĩa, công trình nghiên cứu quý giá về quan họ. Đây chỉ là một phần nhỏ trong kho tư liệu đồ sộ về quan họ hiện đang được lưu trữ không chỉ ở Bắc Ninh mà tại cả hai viện nghiên cứu hàng đầu về di sản phi vật thể, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và Viện Âm nhạc Việt Nam. Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam phải nói rằng là đã có một cái kho dữ liệu di sản văn hóa cho quan họ ở rất nhiều những cái hạng mục khác nhau, từ tư liệu viết, tư liệu hình ảnh tĩnh và tư liệu hình ảnh động. Không chỉ là của Việt Nam đâu mà của cả Pháp về quan họ. Thế thì nó kéo dài cả một cái quá trình. Và bên cạnh đó là một cái quá trình làm phim trong vòng mấy năm liền, đủ để chúng ta khái quát được những giá trị liên quan đến di sản quan họ Bắc Ninh. Ngay từ năm 1950-51 thì đã có những đoàn sưu tầm về các làng quan họ lúc bấy giờ, để không phải bằng máy mà bằng bút các nhạc sĩ kiêm lại. Cái ngành nghiên cứu âm nhạc lúc bấy giờ đã bắt đầu lao vào một cái công cuộc ghiêm những bài quan họ. Năm 4 chúng ta giải phóng, chỉ 3 năm sau thì đã có công trình xuất bản về quan họ. Và đã có những băng quan họ đầu tiên được ghi âm bằng máy ghi kim loại. Phải tìm cách bảo tồn cả hai hệ thống băng dây và hệ thống tín hiệu bằng số. Những luyến láy vàng ngọc của các nghệ nhân cao niên đã và đang được số hóa để bảo tồn tối thiểu từ 2-300%. Ấy là bảo tồn tĩnh để đảm bảo rằng những tinh hoa quan họ cổ sẽ không bị mai một. Song song đó là cách thức bảo tồn động. Di sản này lan tỏa mạnh mẽ với không chỉ 49 làng quan họ gốc ở Bắc Ninh và Bắc Giang như thống kê cách đây hơn 10 năm, mà giờ còn là 381 câu lạc bộ quan họ thực hành tại Bắc Ninh cùng 140 câu lạc bộ quan họ ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Hơn cả những con số, quan họ đang được gìn giữ, trao truyền thật tự nhiên như thế này và mở ra nhiều hy vọng. Vừa rồi là bài Mười Nhớ qua giọng ca dễ thương của cô bé quan họ 5 tuổi Mai Yến Linh. Và clip này đang gây sốt trên cộng đồng mạng suốt một tháng qua. Có một điều thú vị là giờ ngày càng có nhiều bạn nhỏ trên dưới 10 tuổi hát quan họ tuyệt hay. Tôi có mặt tại làng Diềm, làng Thủy Tổ của quan họ. Và ở vùng Kinh Bắc thì quan họ đã và đang được truyền dạy từ mỗi nếp nhà, các làng quan họ gốc cho đến trường học. Một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ quan họ thôn Viêm Xá, thành phố Bắc Ninh. Gần 90 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Thị Bàn vẫn đứng lớp dạy quan họ.
học trò của cụ, nhiều người đã lên chức ông, chức bà. Biết hát quan họ từ khi lên 5, lên 6 tuổi. Với cụ Bàn, quan họ như mạch máu chảy trong người, như hơi thở mỗi ngày. Thế nên, cụ luôn nói với con cháu rằng sẽ chuyển dạy quan họ cho đến khi nào cạn sức mới thôi. Một số các chị em là con mọn, rất là vất vả mấy đứa con. Nhưng mà đến tôi đến học là coi như là đến 11 giờ tôi bảo thôi nghỉ để về mấy con cái chung. Các chị vẫn bảo thôi bà cứ cho còn mấy lượt nữa. Cho nên là tôi cũng thấy các chị rất là nhiệt tình mà rất là chịu học. Thế tôi cũng lại nhiệt tình, mang hết tâm huyết ra dạy, tôi không có nề hà gì cả. Các cụ thì tuổi rất là cao rồi, đã xế chiều rồi, nhưng các cụ vẫn rất là cố gắng dạy rõ cho cái thế hệ của chúng tôi. Thì chúng tôi phải đem hết những khả năng của mình để học hết, lấy những cái gì mà các cụ còn đang nắm giữ để sẽ sau này sẽ lan tỏa cho tất cả các thế hệ những người yêu dân ca quan họ. Đều đặn hàng tháng, trường tiểu học Võ Cường 2 cũng được đón nghệ nhân Tạ Tự Hình cùng hai học trò của bà đến dạy hát miễn phí cho câu lạc bộ quan họ của trường. Với thâm niên hơn 50 năm truyền dạy, đến nay bà Hình đã dìu dắt hàng nghìn học trò trên khắp mọi miền đất nước. Tháng 8 buổi đi dạy tối cho các cháu học sinh, là tôi thấy các anh quan tâm nhất là các đồng chí ở trên tỉnh chuyên luôn động viên tôi đi dạy cho để thì tôi thấy thích lắm bác ạ, dạy được là thích rồi. Không những các em ở Việt Nam đâu mà còn cả các em ở nước ngoài cũng vậy. Họ cũng rất là yêu làn điệu dân ca và họ sang bên này trực tiếp là họ học và trực tiếp là giáo viên và kể cả tôi giảng dạy các em. Và có những người cũng lớn tuổi rồi ở Pháp đó, họ cũng sang trường văn hóa nghệ thuật của chúng tôi và họ trực tiếp học và họ cũng đã hát được một số những bài dân ca quan họ cổ. Gần chục năm nay, Bắc Ninh đã đưa quan họ vào dạy trong tất cả các trường học. Nó góp phần hình thành và lan tỏa tình yêu quan họ. Theo đánh giá của UNESCO thì quan họ là một loại hình nghệ thuật âm nhạc truyền thống hiếm có trên thế giới, hấp dẫn bởi ca từ, giai điệu âm nhạc gắn với phong tục và những sinh hoạt văn hóa đặc sắc của người dân ở vùng dân ca tập trung. Và giờ thì đặc sản văn hóa của vùng Kinh Bắc đã lan tỏa ra khỏi không gian này và lan tỏa tới hàng trăm câu lạc bộ tại 14 tỉnh thành Bắc, Trung, Nam và ở nước ngoài nữa. Bởi trong câu hát ý nhị của các liệt anh liệt chị luôn luôn ẩn chứa một thông điệp: người ơi, người ở đừng về. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Câu chuyện văn hóa tuần này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này tuần sau. Mỗi tuần một buổi vào thứ sáu, gác lại những bề bộn trong học tập, các bạn trẻ này lại hẹn nhau hát quan họ. Câu lạc bộ quan họ sinh viên Kinh Bắc thành lập được hơn chục năm, hội tụ sinh viên yêu dân ca quan họ, sinh sống và học tập tại Hà Nội. Ban đầu chỉ là người Bắc Ninh với nhau, dần dần chinh phục sinh viên các miền quê khác. Mới đầu khi mà biết đến quan họ thì và lúc mà em bé lắm, có nghe được giọng hát của nghệ sĩ Thúy Hường thì rất là thích. Khi mà lớn lên rồi thì có thời gian học tập tại trường văn hóa thì em cũng có tìm hiểu qua về quan họ thì lại càng thấy nó hay hơn. Buổi trình diễn đặc biệt tại Bạc Liêu, quan họ Bắc Ninh kết hợp đờn ca tài tử, hai di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh, đứng chung một sân khấu, kết nối hai miền di sản. Ngoài tỉnh Bắc Ninh, khoảng 140 câu lạc bộ quan họ đã hình thành trên cả nước thời gian qua, trải dài từ Bắc đến Nam. Sau khi tôi thành lập cái câu lạc bộ quan họ Mười Nhớ đầu tiên ở phía Nam, được đón nhận, người ta nâng niu, người ta quý mến, thì đã lập thêm được rất nhiều những câu lạc bộ khác. Có thể nói là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như là Vũng Tàu, như là Bình Dương, như là Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, rồi Tây Ninh, rồi cả lên tận Lâm Đồng nữa. Việt Nam có một sự kết nối mạnh mẽ trong cộng đồng, chặt chẽ, đoàn kết trong suốt quá trình hình thành, phát triển dân tộc. Và điều này phần nào được phản ánh qua những làn điệu dân ca. Tất nhiên, quan họ còn bao gồm những yếu tố khác như giai điệu lãng mạn, ngọt ngào, trang phục đẹp, nghệ thuật trình diễn với những nghi thức chuẩn mực. Nói thế để chúng ta ý thức về bản sắc di sản này là sự gắn bó, giúp liên kết quá khứ với hiện tại, tương lai. Gìn giữ những điều đó, di sản sẽ luôn có sức sống và lan tỏa. Ở miền xa xứ, làn điệu dân ca quan họ ngân nga
nuôi dưỡng tâm hồn những người con xa quê nhờ những câu lạc bộ quan họ của người Việt, đặc biệt tại châu Âu. Hân hoan đón những chuyến lưu diễn của nghệ sĩ Việt, những câu hát giúp phần nào vơi nỗi nhớ nhà. Mới 10 năm UNESCO vinh danh dân ca quan họ Bắc Ninh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhưng đã hàng trăm năm, quan họ gắn kết những người con Kinh Bắc, trở thành một phần hơi thở và cuộc sống, dù họ có ở bất cứ nơi nào.